sống trong thế gian này nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng soi, con đường đi trói lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn nhà. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà đau lắm thay. Và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, từ mẫn hoan hỷ bố thí cho hôm nay tại chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thủ đô Hà Nội, nhận lời mời của Thượng tọa trụ trì Đại đức Thích Thiện Thuận, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trụ trì Viện Chuyên tu Làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã hoan hỷ quang lâm về tại đạo tràng đây để ban bố một thời pháp thoại. Thời giờ này đây, thay mặt cho chư tôn thiền đức tăng ni trong chốn chủ xứ và toàn thể các quý Phật tử chúng con kiến tăng hoan hỷ ra đê đầu đỉnh lễ trên đại đức giảng sư. Đồng thời, chúng con nhất tâm cầu thỉnh Đại Đức hoan hỷ bố thí cho hàng Phật tử chúng con một thời pháp thoại. Ngưỡng bạch trên Đại Đức từ mẫn hoan hỷ bố thí cho các Phật tử chúng con được trượng thừa công đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử ở thủ đô Hà Nội nói chung
và tại đạo tràng chùa Yên Phú nói riêng. Lời đầu tiên, Thầy xin trân trọng gửi đến tất cả quý vị lời chào và cầu chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường trong ánh hào quang của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ra đây Thầy mới cảm nhận được thế nào là mưa xuân của đất Bắc. Mưa như thế này thì đẹp thì có đẹp, nhưng mà lòng của mình sẽ dễ gợi nhớ đến những nỗi niềm u hoài, cứ buồn man mác mà chẳng hiểu buồn việc gì, phải không các vị? Mình có biết mình buồn việc gì không? Biết, nhưng mà nỗi niềm khó mà thổ lộ cùng ai, chỉ có mình với Phật biết là đủ rồi. Chứ mình nói mình không biết vì sao mình buồn là nó không có đúng, chẳng qua là tại vì mình muốn giấu thôi. Thưa quý vị, hôm nay Thầy đến đây trước hết là xin được thăm tất cả các vị Phật tử ở trong đạo tràng, và xin gửi lời cảm ơn các vị. Ở đây là phải nói chân thành cảm ơn vì các vị đã phát tâm tu tập. Mặc dù các vị tu tập thì các vị được giải thoát, nhưng khi các vị tu tập, các vị thoát ra được những cái phiền não, những buộc ràng ở trong đời thường, thì Thầy lại có thêm những hành giả cùng đồng hành với mình, có thêm những vị pháp lữ cùng tu tập với mình. Như thế mình sẽ được an lạc hơn. Bây giờ mình đi tu có một mình, mình đi đâu cũng một mình, quý vị cảm thấy lẻ loi không? Có nhiều người tự nhiên mình cảm thấy nó vui hơn. Cho nên ông bà mình có câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nhưng mà phải là thật tu kìa, chứ không có tu kỷ niệm đó, không có tu theo phong trào, không có tu bằng hình thức. Chúng ta phải chuyển hóa từ tấm lòng của mình. Mình xác quyết được niềm tin của mình đối với lại chính pháp, đối với lại giáo pháp của Đức Phật, và chúng ta phát tâm tu như thế thì từng bước mình mới thoát được những buộc ràng do tham chấp dối lừa chính mình tạo ra, chứ không ai hết. Do đó các vị tu tập được, Thầy rất là cảm ơn, Thầy rất là mừng. Và thứ hai, Thầy đến đây Thầy cũng mong được gặp Thượng Tọa trụ trì để đảnh lễ Ngài. Tại vì cách đây 10 năm thì Thượng Tọa trụ trì ở đây có dạy Thầy một năm trong cái lớp cao học Hán Nôm tại Viện Nghiên cứu Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà tiếc là hôm nay Thầy tới Thầy không có được gặp Thầy trụ trì, vì lâu rồi bẵng đi 10 năm chưa gặp. Thầy cũng mong gặp Thầy của mình để xem coi dung nhan đó bây giờ ra sao. Cái gì đâu mà vỗ tay. Tiếc là không gặp được Thầy trụ trì, Thầy lại bận Phật sự ở Ninh Bình. Cho nên là Thầy cũng dễ thương lắm, Thầy gọi điện rồi Thầy còn nhắn tin. Thì thưa với lại quý vị, thực ra có đi đâu, đến cùng trời cuối đất đi chăng nữa, thì ân nghĩa đối với các vị Thầy đã từng giáo dưỡng cho mình, từng dạy dỗ mình, thì ơn đó chúng ta không thể phủ nhận. Cha mẹ sinh ra hình hài, nhưng mà có được tuệ giác, có được kiến thức, chính là nhờ ở các Thầy, những vị đã đem kinh nghiệm của một đời người để truyền lại. Thì đây là một cái nhân duyên lớn. Có khi các vị thấy đó, mình ở cạnh chùa, có những người ở cạnh chùa chứ cả đời họ chưa bước chân vô chùa nữa, phải không? Có khi còn chỉ trích chùa, có khi còn xỉa xói chùa nữa, còn nói xấu chùa nữa, mà không biết chùa làm nên tội tình gì. Đấy. Cái nghiệp, cái đó là cái nghiệp của mỗi con người. Không phải mình dễ gì gặp Phật Pháp, không dễ gì mình thấy được chánh Pháp. Cho nên ở trong kinh có câu nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn. Được thân người đã là khó, mà được
gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Thế mà có những bạn đồng tu của mình gặp Phật Pháp rồi thì lại không chịu tu. Đó. Thầy thấy có nhiều vị vào chùa không tu, thầy thấy thương vô cùng. Lầm loạn ở trong chùa nữa chứ, vô không lo niệm Phật, lo nhìn người này, liếc người kia, rồi cái hứ, rồi cái nguýt, rồi bắt đầu nói xấu. Cuối cùng mình quên đạo Phật mà mình theo đạo của Buôn Dưa Lê, miền Nam gọi là bà Tám đó. Tức là nhiều chuyện đa sự, dần dần mình đánh mất đi cái nhân duyên thù thắng tu tập của mình, thưa quý vị. Trong khi quá khứ ba đời Đức Phật dạy chúng ta tu tập đơn giản chỉ có bốn câu sau thôi: nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh, trì thanh tịnh thân tâm.